Rồi Vũ mến chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hiện tại có một chiếc ghe xuống nè các bạn. Ghe này không biết phải ghe lai hay không hay là ghe hoàn toàn các bạn, mình cũng không biết ha, chính xác ha. Và phía sau có một chiếc xà lan chở thùng container đi xuống đó nha. Thì hai chiếc này xuống một lượt các bạn. Giờ để mình ra cho các bạn xem nha. Thì cái phía sau lưng của mình nè, sau lưng của mình cũng có một chiếc chở thùng container đang đi lên đó nha. Đó các bạn thấy không, đây nữa nè, có hai chiếc nữa ha, hai chiếc là bốn chiếc nha. Rồi bắt đầu quay bốn chiếc này cho các bạn xem chơi nha. Tiếng máy nghe rất lớn luôn nè. Tiếng máy nghe rất lớn luôn nha các bạn. Ghe này là để coi ghe là hoàn toàn hay là đầu ghe đích xà lan hả các bạn. Wow, này là lấy mũi luôn các bạn ơi. À trước có hai che hai cái cabin ấy ở trước nè, để cho ha tài công ngồi ở trước luôn nè. Cái chiếc hồi nãy cái mấy clip trước mình quay các bạn cũng chiếc của anh Giang ha, thì hình như là mạng nước 4m luôn các bạn, thì nó cũng có ha, cũng có cái đầu lái ở trước đó. Nhưng mà hồi nãy thì anh lái làm sao ha, chứ không lái trước. Cái này anh vô kênh hẹp anh lái trước nè. À, chiếc này là hai mẫu neo luôn các bạn, này hai mẫu neo nè, chưa. Đây là hai anh này, handler ngồi bên nè, còn tài công ngồi ở đây. Rồi mình xem thử coi chiếc ghe này nó bao lớn nha các bạn, và của ai nha các bạn. Bây giờ mình thấy nó cũng đã quá đã luôn nè các bạn ơi, mới quá mới luôn. Thì lúc trước mình về Hồng Ngự các bạn, gần bến phà Hồng Ngự có hai chiếc đậu ha. Anh em thì nói mấy chiếc đó thì nó cũng tầm khoảng 1.800 tấn ha các bạn. Ồ chiếc này mặn nước 4m6 luôn các bạn ơi, lớn hơn chiếc kia nhiều luôn nha. Vậy là chiếc này nó tầm giá từ trên 2.000 tấn rồi các bạn ơi. Và con nó dài nè, nó dài mà cái anh xà lan anh sao anh không dám vượt luôn à các bạn, anh không dám vượt luôn nha. Rồi đã quá đã luôn các bạn ơi, siêu khủng nè, đó siêu đẹp luôn nha. Để mình quay từ đầu tới đuôi cho các bạn xem nha, tại nó hơi bị nghịch sáng các bạn. Đó, ngồi cao trên ghê luôn nè. Tiếng máy đó lớn yếu lắm á. Chiếc này chở hơn trên 2.000 tấn là khỏe luôn nha các bạn. Đó, chiếc này có thể là 3.000 tấn luôn chứ. Chiếc này mình không biết được mấy máy ha, không xác định được mấy máy. Vậy là hai máy các bạn ơi, hai máy hai bên nè, không giờ nước xuống hai bên nè. Rồi quá đẹp đó các bạn ơi, chiếc này của An Giang luôn nha, của Đăng Pha. Anh em nào biết chiếc này bao nhiêu tấn comment chơi nha. Hồi đó mình gặp chiếc Sài Gòn các bạn đậu gần chiếc xà lan 5.000 tấn á, thì anh kia nói thì cái dòng ghe lai á, cái dòng ghe mà có cabin ở trước á thì không nói ha, còn cái dòng mà không có cabin ở trước, cái dạng mà lái ở trước kiểu này nè, thì cái làng lớn nhất của nó là nó chỉ có 3.500-3.700 thôi nha các bạn. Nó lớn nhất của dòng này là chỉ 3.500-3.700 thôi, còn mà có cabin ở trước là dạng mấy chiếc lai đó là nó khác nữa, là mấy chiếc đó là 5-6.000 tấn nó khác nha. Đó biết đã luôn các bạn ơi. Ở sao có quả chiếc xuồng hay sao nè, chiếc này mới dữ lắm đó nha các bạn, nhưng mà mình không có thấy nằm đóng nằm đâu đó các bạn. Đó tăng ga ô
lâu quay con này con không quay con này, con này lên tới luôn nè đó. Cái này nữa nha các bạn, xà lan này bên kia chở 24-5 thùng 20 bề ngang, bề ngang 3 thùng, bề dài 5 thùng 20 feet nha. Còn bên đây là chở 24 chở nước khúc vậy nè, bên đây chở bề ngang 4 thùng nha các bạn, bề ngang 4 thùng lận, bề dài 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bề dài 8 thùng nha các bạn. Tức là nó là thùng về bề ngang 4, dài 4 đó các bạn, tính 40 feet nha. Mặn nước 4.6 luôn nè, ngang 4, dài 4. Trời ơi, đã các bạn ơi, chiếc ghe nè. Này là thuộc dạng Gia Lai nha các bạn. Cái đít này, đít xà lan luôn mà chứ không còn đít ghe nữa. Không, nhưng mà nó làm cái xề cũng giống giống cái xà lan. Ôi, giống giống cái ghe hơn. Rồi, phớt rồi. Đã không? Mặn nước 4.6 là lớn dữ lắm luôn các bạn. Mặn nước 4.6 là bằng chiếc này nè. Chiếc này chiếc xà lan chở container là 4.6 luôn nè. Chở bề dài còn dư có khoảng cách này nhiều ha. Khoảng cách là có mấy mét á. Khoảng cách là có cả 2 mét mấy, đây khoảng đó nè. Chiếc này chắc 2 động cơ chắc luôn rồi. Năm 2017 luôn nha các bạn. Chiếc này cũng lớn rồi ha. Ngang 4 thùng, dài 4 thùng, 40 feet là lớn rồi. Rất tiếc là chiếc Galay đó mình quay nó nhanh quá các bạn, quay không được nhiều ha. Bây giờ nếu mà quay thêm một đoạn nữa thì xa đó các bạn, chạy cả chục cây số rồi mới quay thêm đoạn nữa được ha. Đó, xuống tới bến phà Dầm Kỳ Môn hoặc là các bạn đi lên về tới cầu Bạch Miễu chứ về Mỹ Tho chứ các bạn mới quay được nữa. Đã quá đã các bạn ơi, gặp toàn là siêu siêu đẹp không à. Đây có chiếc xà lan đang đi lên nè. Chiếc này đi giao đá về ha. Giao đá đi lấy đá gì á. Vĩnh Long rồi đi lấy đá hả các bạn. Đây mà ảnh tới tới cầu dây rồi nè. Tiếng máy anh đập lớn yếu xìu ha. Chiếc này anh dài ghê luôn các bạn. Chiếc này hồi nãy mình đoán là nếu mà đoán ra là nó mới từ trên 60 mét nha các bạn. Chiếc ghe lai, chiếc ghe nãy á, nó phải trên 60 mét nha. Đã, nó rất là dài luôn. Bạn này, các bạn nhìn cặp vợ cái dàn vỏ của nó nè, các bạn ghê không? Nhìn dàn vỏ của nó thấy ghiền luôn á. Chiếc xà lan container này chưa dám vượt qua luôn á. Rồi thôi video kết thúc đây các bạn, để chiếc cà đạo chiếc khác quay tiếp ha. Chứ giờ đi xa quá rồi, giờ mình quay chiếc này lên cho nữa mình kết thúc video. Ôi, quay nãy giờ lo tập trung ở đâu mà chiếc nhỏ nó vừa mình không hay luôn nè. Cái nhỏ nó vừa nha các bạn. Cái nhỏ này cho mạng nữa cho cả 2m2. 2m2, 2m4 cho lại nha. Vượt nhanh quá mình không để ý. Rồi, chuẩn bị mấy ảnh vượt cả chiếc container ở trước luôn nha. Chiếc xà lan trả công ở trước luôn. Xà lan trả công này, mấy chiếc này tầm cũng lớn các bạn. Cũng có 2-3 ngàn tấn ha.
Mình hay quên đi, chiếc này ba con lươn luôn chứ. Ba lươn luôn nè, nhưng mà chiếc này cũng nhỏ nha. Ba bách hai cũng vừa trên 1000 tấn ha. Rồi sau đó chiếc khác quay tiếp nha các bạn. Rồi các bạn nha.